giống những quả trứng phục sinh để những đứa trẻ đi tìm. À, hôm nay là lễ phục sinh và I won't be able to get that. Lễ phục sinh người Mỹ họ có những cái cuộc vui cho những đứa trẻ, họ giống những cái quả trứng. À, và trong đó là có quà hay có cái gì đó không biết. Họ đi giống để cho mấy đứa cho bọn trẻ nó đi tìm. Họ đi giống. Đang đi giống cái trứng. William. Yeah. One hot band in there. Oh, wow. There, right here. There's one in the bird bath. That little clump of grass right out there. Put one in the middle of it. Yeah. That one over there is where I was talking about. Put one over there. Yeah, put one in there somewhere. Nhà của bố mẹ rộng ghê. Úi, cái đằng xa kìa luôn. Cái hàng rào của nhà của bố mẹ. Cho mấy đứa nhỏ nó đi tìm. Ở trong đó có quà hay có cái gì đó. Em trai và cháu của chèm. Golden egg until Sissy found it. Was it that golden egg? Was it $10? So Sissy has. So it was $10 in each egg of the gold ones. So Sissy has 13. Oh. Because she found my golden egg. It's good. It's enough to get something good. I don't think I. Yeah, she got a JoJo bow. That was her late Christmas present. Give me my gold. She wants her golden ring. Yeah, most of the big ones, there's sour candies in there. That's okay. Because I bet Sissy will probably try it. At least try the sour candy. She'll probably like them. I might. They're the sour trolleys. Where the heck is my metallic? Huh? I want some chocolate. Sour? Yeah, it's a lemon head. Yeah. There was an orange one I was trying to hide that kept opening on me. Wow. Wow.
Come here. Uh-oh. Damn way. You like the flowers? Mm-mm. Pretty flowers. Yeah. Wow. Nó giống hoa thủy tiên của Việt Nam nè. Ở đằng sau kia có. Wow, ở trong sân nhà của bố mẹ nè. Đẹp quá, ở phía đằng sau á, miếng đất ở đằng sau nhà đó, đây là cái hàng rào chặn lại phân biệt đằng trước với đằng sau nè. Xem nè, đó, muscle aches and stuff.
Đẹp quá. Ồ, bên kia đường không có. Bên kia đường. Cái sân nhà của bố mẹ nó rộng ơi là rộng luôn, lớn ơi là lớn luôn. Ồ, đây một thảm hoa nè, thảm hoa 10 giờ nè. Cối xanh tươi. But I'm a bit too old for it now. Thank you.
sân ở trước nhà.